Nếu người đã đạt ngộ thì sẽ có năng lực một thân hiện ra nhiều thân, thấy suốt các phương tiện, biết rõ đặc điểm từng giai đoạn tu hành, thường ưa xa lìa tâm ý, ý thức, các ba kiến tương tục, lìa chấp trước của ngoại đạo. Tự tâm ông đã biết mình đã vào kho tàng của Như Lai và hướng lên địa vị Phật địa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kỳ trước tất cả quý đại chúng đều thấy rằng qua cái đoạn dùng cảnh và biến mất cảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã khiến cho vị Dạ Xoa Vương này đạt đến cái sự giác ngộ. Và hôm nay tiếp theo thì qua cái đoạn kinh này thì Dạ Xoa Vương sau khi mà đạt được đại ngộ thì bổn tâm đã được thanh tịnh trong sạch. Bây giờ thì trong tâm tư tự nhiên nó có cái thần thông định lực. Cái này là cái chỗ mà tự nhiên quý vị không cần phải tập luyện. Những người mà tâm đã đạt đến cái sự đại ngộ rồi làm như nó có một cái định lực nó rất là mạnh ở trong thân. Quý vị nương theo cái định lực này, quý vị muốn biến hóa thần thông gì thì cũng được như ý. Thì bây giờ trong tâm của ông Dạ Xoa Vương này có một cái định lực phi thường. Ông có thể là một thân, ông có thể hóa hiện ra nhiều thân. Và ông cũng có thể tự tâm thấy rõ cái cảnh giới mà người tu chứng đạt được. Những cái kiến chấp bao bọc chúng sinh hàng ngày, trong đó có ba cái kiến chấp chánh. Nó luôn luôn, nó không bao giờ nó rơi rớt, mà nó nằm hẳn ở trong cái tâm của chúng sinh. Chính vì ba cái kiến chấp này mà chúng sinh thường thường bị rơi vào ở trong cái con đường luân hồi. Ba kiến chấp đó là ngã kiến, thường kiến và đoạn kiến. Những kiến chấp này là do ngoại đạo phát khởi và họ chấp chặt ở trong cái thấy này. Do đó, ngoại đạo không thể đạt được cái sự giải thoát. Người mà tu hành chân thật đó, giống như là một người đang uống nước vậy. Nóng hay lạnh là tự họ đều biết. Chẳng hạn như một cái người ta uống ly nước mà quý vị hỏi rằng cái ly nước đó nóng hay lạnh là người ta tự biết. Chứ bây giờ cái người mà đang uống nước mà hỏi là quý vị chứ, xin hỏi quý vị chứ cái ly nước tôi đang cầm nó nóng hay lạnh là quý vị không trả lời được. Chứ vậy thì người tu hành khi họ đã đạt ngộ được thì họ tự biết rằng cái địa vị của họ đang ở trong cái địa vị tu hành như thế nào. Nói tóm lại thì qua cái đoạn kinh này thì trí huệ của Dạ Xoa Vương đã được phát sinh. Trí huệ này nó đã chiếu sáng mười phương thế giới. Thân của ông có thể nương theo trí huệ này tùy theo căn tánh của chúng sinh mà hiện ra cái uyển thân giáo hóa. Và những lời mà ông thuyết pháp nó sẽ không còn nằm ở trong văn ngữ sự tướng của kinh văn nữa, mà nó nằm ở trong cái trí huệ bát nhã chan hòa đầy cái tánh vô sanh. Thành ra quý vị thấy cái người mà đạt ngộ rồi nó khác cái người phàm. Người phàm họ nương theo kinh văn mà họ nói. Thành ra không có kinh văn thì họ không có gì để mà họ phát bày được cái ý tưởng tu chứng của họ hết. Do đó quý vị thấy được cái điều này phải học cái con đường tu mà của Dạ Xoa Vương đã học. Dạ Xoa Vương là một bậc nằm ở trong cái quỷ thần thuộc về loại phi nhân. Như vậy mà ông ta đã đạt được một cái trí huệ bát nhã rất được đầy đủ. Chính vì thế chúng ta là những bậc thiện nhân, những bậc thượng nhân, những bậc mà đầy đủ trí huệ thì chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta phải nương theo cái kinh văn này để chúng ta đạt đến cái chỗ trí huệ bát nhã. Có trí huệ bát nhã thì chúng ta mới vượt thoát được những cái sự bát phong, những cái sự khinh chê, những cái sự quỷ nhục
mà chúng ta vượt thoát, và chúng ta có thể vượt thoát ra khỏi tam giới này. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì La Bà Na Dạ So Dương bỗng nghe giữa hư không trong cung điện có tiếng nói: Hai thai đại dương, như chỗ ông đã học, các bậc tu hành cũng học như thế, thấy như thế, tất cả các đức Như Lai cũng thấy như thế. Nếu thấy khác hơn như thế thì gọi là đoạn kiến. Ông phải xa lìa tâm ý, ý thức, nên siêng năng quán sát các pháp. Nên tu nội hạnh, chớ đắm say ngoại cảnh, chớ sa vào những pháp tu, những lối giải thích, những cảnh giới, những phép định của nhị thừa và của ngoại đạo. Chớ nên ham thích vui chơi, ham thích đàm tiếu, chớ khởi các kiến chấp của các phái như Di Đà, là cái phái mà nó chấp cây tự ngã. Chớ say đắm an nhàn của dương dị, chớ ở trong định gọi là lục định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khi cái tâm của vua Dạ So Dương đang thâm nhập vào ở trong cảnh giới do bản tâm tự chứng, thì bây giờ ngài bỗng nghe giữa hư không có lời nói của Đức Như Lai. Nhắc nhở đến ông là nếu muốn mà giữ được cái cảnh giới mà ông vừa tự chứng đó, thì từ nay về sau, ông cần phải rời xa các pháp hữu vi, đó là những cái pháp của ngoại đạo, và ông phải rời xa những cái pháp đoạn kiến, không sống theo các cái giác quan thích thú của tâm ý và ý thức. Tất cả quý vị đều biết rằng chúng sinh là sống theo cái tâm ý và ý thức. Cái gì mà tâm nó thích thì nó thường nương theo cái đó. Thí dụ cũng như ăn uống cũng vậy. Có nhiều người họ thích ăn cái món này, món gì đó, thì họ cố gắng, họ làm có bao nhiêu tiền, họ cũng tìm cái món đó là để họ ăn. Đối với người tu thì cái điều này là sự ràng buộc. Mình phải cần phải xa lìa nó. Bởi vì những cái tâm thức, những cái ý thức này, nó là những cái nghiệp mà ràng buộc chúng sinh trên con đường sinh tử. Chính vì nó đã tạo ra những nghiệp lực, do đó chúng sinh phải bị nương theo cái nghiệp này mà trôi lăn mãi ở trong cái sáu lục đạo luân hồi. Như vậy thì nếu mà muốn được rời xa tâm ý này thì phải làm gì? Trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Muốn rời xa được những cái tâm ý và ý thức này thì tâm phải luôn hằng thanh tịnh, quán sát các pháp để thấy rõ chân tướng của chúng. Và chúng ta phải thường dùng thiền diệt thực để nuôi dưỡng bản tâm. Ở bên thiền tâm gọi thiền diệt thực là món ăn của tâm. Chẳng hạn như món ăn của thân là những thực phẩm ngũ cốc, những động vật bên ngoài nuôi thân thể. Thức ăn của con mắt là giấc ngủ. Và thức ăn của bản tâm tức là thiền diệt thực, có nghĩa là dùng thiền làm thức ăn để nuôi bản tâm. Như vậy thì từ xưa tới giờ quý đại chúng thấy rằng chúng sinh thì dần dùng những cái vật thực bên ngoài nuôi thân, dùng cái giấc ngủ để nuôi con mắt, nhưng mà chưa có ai dùng cái thiền định để mà nuôi tâm. Đây là chỗ thiếu sót của người sống ở trên cái cõi nhân sinh này. Cái gì trong thân quý vị cũng nuôi hết, mà cái bản tâm quý vị không nuôi. Quý vị để cho nó bị vọng tưởng, quý vị để cho nó bị đau khổ ở trong cái vọng tưởng quay cuồng. Chứ chưa bao giờ quý vị một lần nhìn lại cái bản tâm của mình. Chính vì vậy mà khi mà cái nghiệp lực của quý vị do cái ý tâm nó phát khởi, nó ràng buộc, bây giờ nó đầy đủ cái duyên, nó bắt đầu nó phát hiện ra, thì bây giờ quý vị cảm thấy đau khổ, quý vị cảm thấy như là bị cực hình do cái nhân quả tạo thành.
Như vậy thì tất cả mọi việc không phải do một ông Thượng Đế, không phải do một ông Phạm Thiên Dương nào mà làm cho quý vị bị như vậy, mà chính cái tâm ý quý vị nó đã sanh ra nghiệp, và chính tâm ý đó nó buộc ràng quý vị trên con đường của nhân sinh. Và Đức Như Lai còn khuyên ông Dạ Xoa Vương không nên lấy pháp tu đã tu qua mà bám chặt vào nó để làm công phu. A Di Đà Phật, nếu quý vị mà công phu mà quý vị thấy tinh tấn, thí dụ như mình quán xét một cái pháp nào đó, mà khi quán xét cái pháp đó nó đã thành tựu rồi thì quý vị phải buông nó, không có giữ nữa. Quý vị tiếp tục quán những cái pháp khác nó cao hơn. Có như vậy thì cái tâm trí mình nó mới từ dưới thấp lần lần nó đi vào cái trạng thái cao. Có nhiều người họ bám chặt vào trong cái pháp tu. Bây giờ những người mà bám chặt vào pháp tu là những người nào? Chẳng hạn như những cái vị mà A-la-hán tiểu thánh đó, đó là ông bám chặt vào pháp tu đó. Ông tu đã được sáu căn thanh tịnh rồi thì ông sợ cái cảnh giới bên ngoài lắm. Ông cứ luôn luôn dùng thiền định để cho tâm nhập vào ở trong cái sự thanh tịnh của lục căn, hay gọi đúng hơn là cái tiểu niết bàn. Đó là cái người bám chặt vào công phu tu. Như vậy thì người bám chặt vào công phu tu này thì sao? Thì họ sẽ ở mãi trong cái cảnh giới đó, họ không tăng tiến được. Tất cả mọi người tu phải biết rằng cái công phu của mình tu nó chỉ là phương tiện thôi. Nó chỉ là một con thuyền để mà đưa chúng ta sang bờ giác ngộ. Sang bờ rồi thì chúng ta phải bỏ thuyền để thân tâm chúng ta được tự tại. Quý vị nhìn một cái người mà lữ khách khi họ qua một chiến đò ngang. Bây giờ nếu mà họ bước lên bờ mà họ cầm luôn chiếc thuyền để họ kéo xem, quý vị thấy cái cảnh cảnh này sao? A Di Đà Phật. Cái cảnh này thì nó vừa tức cười mà mình cũng vừa xót thương cho cái người ngu ngốc đang nữa là đi mà dùng hết sức để kéo chiếc thuyền đi theo mình. Đó là cái chỗ mà Đức Phật nghĩa là ngăn cản mình, cho mình biết rằng pháp tu của mình đang tu chỉ là phương tiện thôi. Khi giải thoát rồi thì phải xả ly nó, không có mang nó. Và Đức Như Lai cũng dạy rằng ở trên đường tu chúng ta phải xa rời ngoại cảnh. Những cái chỗ như là hí luận nè, những cái chỗ mà làm văn thơ nè, những cái chỗ mà biện luận nè, những cái chỗ mà tranh chấp nè, những chỗ đó chúng ta đều phải rời xa. Ngoài ra thì chúng ta cũng không nên chấp thủ những cái pháp tu của ngoại đạo. Quý vị biết rằng ngoại đạo nó xem bản tâm của nó giống như là một cái tiểu ngã vậy đó. Và nó nghĩ rằng khi mà tu đến một cái giai đoạn mà tâm không còn vướng mắc, cái tiểu ngã này sẽ hòa nhập vào trong đại ngã. Như vậy nó còn một cái ngã để nó chấp. Chính vì thế mà nó không có đạt đến cái chỗ gọi là vô ngã. Chính vì thế mà nó không đạt đến cái sự vô sinh của bản tâm. Và cũng chính vì thế mà nó phải nằm mãi ở trong tam giới. Và Đức Phật cũng nhấn mạnh một cái điều quan trọng là khi tu cũng không nên tham đắm pháp định của hàng nhị thừa. Như vậy thì pháp định của hàng nhị thừa đó là pháp gì? Cái hàng nhị thừa thường thường thì họ tu theo pháp quán thập nhị nhân duyên. Những người mà họ có thượng căn, họ không có lòng dục, thì họ nương theo từ cái ái dục, họ cắt cái ái dục. Cái ái dục của họ cắt rồi thì những mắt xích khác nó cũng từ theo đó nó cắt đứt. Họ quán những cái sự lợi hại của cái ái dục và họ tìm cách họ xả ly cái ái dục. Chính nhờ họ đi theo con đường thập nhị nhân duyên này mà họ đạt được cái sự thanh tịnh an lạc. Ngoài ra những hàng nhị thừa họ cũng còn dùng cái số tức quán nữa.
Và họ cũng còn dùng tứ diệu đế nữa. Để chi? Cái số tức quán là họ nương cái tâm họ vào ở trong cái phép hơi thở. Họ nương tâm lâu dài, lâu dần như vậy đó, thì những cái tâm niệm vọng tưởng nó lần tiêu diệt. Và những cái tư tưởng vọng tưởng nó tiêu diệt á, thì sẽ đưa họ đến cái chỗ là lục căn được thanh tịnh. Họ sẽ đạt đến cái quả A-la-hán. Nhưng mà quý vị mà muốn đi cao hơn nữa đó, mà quý vị dùng cái phép mà số tức quán á, tức là phép mà theo hơi thở đó, quý vị đi không được. Bởi vì phép số tức quán nó chỉ có công dụng là nó kèm tỏa, nó giữ lại được cái niệm tưởng ở trong tâm. Nhưng mà trí huệ không phát sinh. Cái người mà tu theo cái số tức quán á, rồi họ đạt đến cái quả A-la-hán đó, cái tâm của họ đạt thanh tịnh nhưng mà rất là khô cằn. Ở trong Phật Pháp gọi là càn huệ địa, tức nhiên là cái tâm thanh tịnh nhưng mà nước trí huệ chưa có thấm nhuần. Họ không có trí huệ, bởi vì họ không có quán pháp. Như vậy thì một người tu theo cái nhị thừa dùng cái thập nhị nhân duyên, họ dùng số tức quán, họ dùng tứ diệu đế, mục đích là ngưng trụ bản tâm để được quả A-la-hán. Nhưng mà họ không phát triển được cái sự từ bi và trí huệ. Chính vì vậy mà Đức Như Lai, Ngài muốn quý vị tiến xa hơn, tiến đến cái chỗ mà đạt được chánh đẳng chánh giác. Chính vì vậy mà Ngài nói đừng chấp vào ở trong cái định của nhị thừa. Chẳng những như thế, Ngài còn dạy xa hơn nữa, là phải rời xa 6 cái phép định tưởng. Như vậy thì 6 phép định tưởng mà Đức Như Lai Ngài muốn nói ở trong cái kinh Lăng Già là phép gì? Ở trong cái phần mà định của người tu đó, nếu mà phân biệt ra đó, thì có 6 cái con đường mà công phu nó nằm ở trong cái phạm phu thiền. 6 cái con đường thiền định này nó cũng nhập định được vậy, nhưng mà nó nhập định ở trong cái phàm phu thiền, do đó nó không có vượt được tam giới. Cái lục định mà Đức Phật nói trong kinh Lăng Già đây, thứ nhất là phàm phu định. Cái phàm phu định là cái lòng của họ mong ước. Họ muốn dùng cái phép định này để mà đưa cái tâm họ chuyển hóa sanh vào ở những cái nơi có phước đức, chuyển hóa sanh vào những cõi của chư thiên. Cái định này nó vẫn nằm ở trong tam giới. Chính vì vậy Đức Phật không muốn chúng sinh phải tham đắm trong cái định này. Cái định thứ hai là của ngoại đạo định. Người ngoại đạo họ không có biết rằng ở trong tâm của chúng ta, cái bản ngã nó là cái vật mà nó tạo ra những cái nghiệp lực và nó dắt dẫn chúng sinh theo cái nghiệp lực đó để mà tái sanh, phải chịu luân hồi. Họ không biết điều này. Chính vì vậy mà họ tu ở trong cái phần ngã chấp. Họ làm những cái điều mà nó rất kỳ dị. Chẳng hạn như những cái hạng mà ở bên Ấn Độ họ tu, họ chấp chặt về cái khổ hạnh đó. Họ nghĩ rằng cái thân thể họ càng bị đau đớn, thân thể họ càng khổ hạnh bao nhiêu á, thì khi họ mất họ sẽ được sanh vào cái thế giới an lạc bao nhiêu. Thứ ba là sơ thiền định. Sơ thiền định đây là những người mà họ có một chút cái tâm an lạc, thanh tịnh. Họ rời được chút dục, thành ra họ đạt đến cái định này. Những người đạt đến sơ thiền định thì hầu như là về cái dục của nhân sinh, dục của nam nữ của họ thì họ hết rồi. Cái sơ thiền thiên đó là những người lên trên đó là dục niệm nó đã tan biến mất rồi. Nhưng mà những cái dục như là những cái sở thích họ vẫn còn, những cái ăn uống họ vẫn còn. Nhưng mà dục của nhân sinh giữa nam và nữ thì hoàn toàn mất. Rồi tới cái định thứ tư đó là nhị thiền định. Đây là cái chỗ mà từ cái sơ thiền
những cái vị chư thiên này tu tiến lên cái nhị thiền thiên. Và cái thứ năm đó là tam thiền định, là cái chỗ mà những nhị thiền rồi họ ráng, họ cố gắng họ tu thì họ đạt đến cái tam thiền định. Và thứ sáu là tứ thiền định. Đây là lục định mà gọi là phàm phu. Tại sao gọi là phàm phu? Bởi vì họ vẫn nằm ở trong cái tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Họ không rời ra được. Chính vì cái lục định này không giúp được cho chúng sinh thoát ra khỏi tam giới, mà cái định này nó chỉ giúp cho chúng sinh tạm thời được thanh nhàn và tạm thời được an lạc, sanh vào những cảnh giới tốt đẹp. Một khi mà quả định này nó không còn nữa thì chúng sinh lại quay về biển khổ của cái sự luân hồi tái sinh trên đường lục đạo. Quý vị thấy có những người mà họ ở trời cõi trời tứ thiền thiên, khi họ hết phước họ rơi vào ở trong thế gian này, bởi vì họ đâu không không còn một chút phước báo nào hết á. Vì thế mà họ sanh vào ở trong cái những cái ngôi nhà rất là nghèo khó. Bởi quý vị thấy tội nghiệp mấy ông Thiên Tôn, mấy ông Phạm Dương, mấy ông ở cõi trời chứ mấy ông cũng sợ rằng những cái người thân quyến của ông ở trong cái cung trời này, họ lo vui chơi, họ không lo tu. Khi họ hết phước rồi thì họ vào ở trong những cảnh khổ của nhân sinh. Do đó, ở trong những cung trời, những cái bậc Thiên Tôn này, những cái bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên thì có thể làm Thiên Tôn của sơ địa thiền thiên. Những cái bậc này thường dạy chúng sinh phải tu hành. Nhưng mà có những người họ đâu có thích tu. Giống như thế gian này cũng vậy. Có nhiều người họ rất là ham mộ tu, mà cũng có nhiều người họ không thích tu. Chính vì chỗ họ không thích tu, do đó khi mà họ rơi sâu lắm. Giống như là một cục đá mà nó lên tới tận cùng rồi, nó rớt xuống, nó rớt rất là sâu. Có những người họ sanh trong cái gia đình bần hàn, thiếu ăn, thiếu mặc. Hầu hết là những chư thiên này họ sanh trở lại thế gian, họ không có khiếm thiếu về cái căn. Có nghĩa là lục căn họ vẫn đầy đủ. Tại vì họ là người có phước mà. Nhưng mà tại vì cái phước báo của họ nó không còn nữa, do đó họ không sanh vào những cái gia đình quyền quý, những gia đình vua quan. Chính vì những điều này mà Đức Thế Tôn Ngài khuyên Dạ Xoa Vương cùng người đời sau không vì một chút sự an lạc tạm thời mà quên mất đi cái sự tu hành. Đây là cái lòng yêu thương của Đức Phật. Mặc dù Ngài nói ở trong cái Kinh Lăng Già, nhưng mà đây là cái phương pháp Ngài chỉ cho loài Dạ Xoa mà cũng chỉ cho những cái hậu sanh sau này. Chúng ta nhờ đọc kinh này mà chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể cố gắng hành trì. Bây giờ nói về thiền định. Thì trên thế gian này nó có 6 loại thiền. Cái loại thiền mà thứ nhất đó thì nó được gọi là phàm phu thiền. Cái loại thiền thứ hai đó là ngoại đạo thiền. Cái loại thiền mà thứ ba đó là tiểu thừa thiền. Loại thiền thứ tư đó là nhị thừa thiền. Cái loại thiền thứ năm đó là đại thừa thiền. Và sau cùng là thứ sáu là thiền tối thượng thừa. Thành ra trên đường tu, người tu tùy theo cái căn tánh của mình mà chọn cái phương pháp tu. Con đường mà cao thượng nhất ở trong cái 6 con đường thiền định này thì con đường thiền thứ 6 là con đường tốt đẹp nhất. Con đường thứ 6 là con đường tối thượng thiền, là người này đó. Họ không có còn dụng công giống như là những cái bậc thấp nữa. Mà tự trong tâm của họ, những cái vọng niệm tự nhiên nó không khởi. Mà tự trong tâm của họ, tự nhiên họ biết cái bản tánh của họ,
nó đã được thanh tịnh rồi. Họ nhìn lại họ không thấy có chút nào phiền não nào hết, mà họ chỉ thấy rằng đầy đủ cái vô lậu tự tánh. Bây giờ cái người đạt được cái điều đó là ai? Cái người đạt được cái điều đó mà trong cái thiền tông mình thấy đó, mà những cái bản kinh mà vẫn còn để lại đó là Lục Tổ Huệ Năng. Quý vị thấy không? Bổn lai vô nhất vật, phải không? Hà xứ nhiễm trần ai, phải không? Quý vị thấy rõ ràng là ông Huệ Năng ổng đã đạt đến cái thiền tối thượng này. Người mà đạt đến thiền tối thượng thì người đó vô tu. Vô tu thì vô chứng. Vô chứng thì vô sở đắc. Vô sở đắc thì được vô sở trụ. Người đó tâm đã vượt ra ngoài tam giới. Thành ra quý vị thấy tu có chứng đắc không? Có chứ, phải không? Thấy rõ ràng không? Thành ra người nào mà tu mà nói rằng trên đường tu không chứng không đắc là cái người đó chưa có hiểu đạo. Nó có địa vị cho mỗi vị tùy theo cái căn duyên của mình. Nếu nó không có cái địa vị, tại sao ở trong cái thập địa lại có sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, rồi bát địa, cửu địa, bạch địa? Tất nhiên nó có vị chứng. Nếu mình bắt đầu mình vô từ sơ phát tâm Bồ Tát, mình tu từ từ mình mới trải qua những cái địa của ở trong cái người tu chứng. Chứ không phải mình vừa cái sơ phát tâm Bồ Tát mình nhảy lên được thập địa liền. Không phải vậy. Cái địa vị nó giống như từ bước chân vậy đó. Giống như mình xây từ cái cục gạch lên lần lần mới thành một cái lầu cao được. Nếu không có cục gạch ban đầu thì không có cục gạch thứ hai. Mà không có cục gạch thứ hai thì sẽ không có cục gạch thứ ba. Thành ra những cái địa người tu nó sẽ đi lần lần như vậy. Như vậy thì một cái người mà nương theo cái thiền tối thượng thì người đó được gọi là Bồ Tát Thánh. Tại sao gọi là Bồ Tát Thánh? Thì bởi vì trong tâm của họ đã được thanh tịnh. Tất nhiên là ngã, sao? Ngã chấp và pháp chấp nó đã sạch rồi. Cái người mà ngã và pháp chấp nó đã sạch rồi thì sao? Thì tự nhiên cái tâm trí nó đạt đến cái trí huệ bát nhã. Cái tâm này thì sao? Nó tương ưng với tâm Phật. Quý vị thấy tâm của những vị mà thập địa Bồ Tát hay là đẳng giác Bồ Tát đó, nó tương đương với tâm của Phật. Nghĩa là tâm Phật sao thì tâm nói như vậy. Nhưng mà có cái nó thua Đức Phật. Thua là sao? Thua là cái chỗ mà vạn hạnh nó chưa viên thông. Có nghĩa là cái sự cứu độ chúng sinh chưa được đầy đủ. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Này Dạ Xoa Dương, làm như thế là thực hành hạnh của bậc chân tu, có thể phá được biện luận của người khác, có thể diệt trừ được các ác kiến, có thể xả bỏ hết tất cả ngã kiến chấp trước, có thể dùng diệu tệ này mà chuyển thức thành sở y, có thể tu đạo Bồ Tát Đại Thừa, có thể thâm nhập được cảnh giới tự chứng của Như Lai. Ông nên siêu tu học thêm như vậy, để các pháp sở đắc càng thêm thanh tịnh. Hãy khéo tu tam muội và tam ma bát đề, chớ tham đắm cảnh giới nhị thừa ngoại đạo, cho đó là sự vui thù thắng. Vì theo sự phân biệt này, ngoại đạo chấp ngã kiến có ngã tướng vướng mắt, nhị thừa thấy thật có vô minh duyên hành, nên từ cái tính không họ sanh ra loạn tưởng phân biệt. Này vua Lăng Già Dương, pháp của Đại Thừa rất thù thắng, khiến cho ông thành tựu được thánh trí tự chứng, được thọ đời tốt đẹp nằm trong ba cõi. Này Lăng Già Dương, các ngoại đạo chấp trước lập các dị luận, không thể diễn nói xa lìa chấp trước, chỉ có thể nói nghĩa hai của thức tính. Hai thai này Lăng Già Dương, hãy tư duy nghĩa này, và ông tư duy như thế, ông sẽ tự thân thấy Phật. Đây là cái đoạn kinh mà Đức Phật khuyến cáo và nhắc nhở ông, để cho ông nương theo đây để mà tu hành. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này thì Đức Thế Tôn Ngài dạy Dạ Xoa Dương
không nên thủ chấp các hình tướng và các tướng định của phàm phu. Bởi vì như thầy đã trình bày qua, những cái định mà của phàm phu thì nó nằm ở trong cái định gọi là sanh diệt. Nếu mà rời xa được, tức là thực hành hạnh của người tu theo Đại Thừa Bồ Tát. Thành ra những cái gì mà được thọ Bồ Tát giới, những gì mà đã tu theo hạnh Đại Thừa Bồ Tát, đây là cái sự hạnh nguyện của quý vị nhiều đời nhiều kiếp đã quân tập. Do đó trong kiếp này mình ra đời, mình được vào ở trong những cái địa vị tối thắng của nhân sinh, là mình được thọ Bồ Tát giới, mình được tu học. Và từ cái thọ giới Bồ Tát, mình tu lần lần, mình sẽ đắc vào những cái địa của Bồ Tát thập địa vậy. Như vậy thì cái người mà vào cái Bồ Tát hạnh thì phải khởi cái lòng từ bi. Quý vị biết rằng quý vị khởi được cái lòng từ bi ở trong tâm á, thì điều đầu tiên là cái sự từ bi này nó giết tất cả những cái ác kiến. Quý vị thấy những người từ bi bao giờ họ có những cái niệm mà ác, cái niệm sân giận không? Không. Cái từ bi mà nó khởi rồi thì những cái ác kiến, những cái sân giận si mê nó đều tiêu hết. Bởi vì từ bi nó giống như ánh mặt trời, sân giận si mê ác kiến nó giống như là giọt sương buổi ban mai vậy đó. Mặt trời mà từ bi mà mọc lên thì những cái ác kiến, những cái sân giận si mê này tự nó phải tan biến mất. Khỏi cần trừ nó cũng tan biến nữa. Quý vị nào tập tu trong cái tứ vô lượng tâm, quý vị tập cái trí từ bi trước đi, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái niệm ác quý vị tự động nó mất à, mất hồi nào mình cũng hay nữa. Những chúng sinh mà được cái gì cái mình vui theo, ha? Những chúng sinh mà họ đầy đủ những cái phước báo họ tu học, mình thấy mình mừng lắm. Tại mình biết những chúng sinh này là những cái người trong tương lai sẽ là những cái bậc mà dạy đạo cho những cái chúng sinh khác, những chúng sinh vô minh. Cũng như trong đạo tràng này cũng vậy. Nếu mà tất cả những vị thiền sĩ mà có cái tâm từ bi rộng rãi lớn, thì trong đạo tràng tự nhiên cái sự quang minh nó sẽ chiếu sáng khắp mười phương thế giới. Thành ra trong cái sự từ bi là một cái sự tu học nó đầy đủ ý nghĩa. Chỉ cần tu cái tứ vô lượng tâm thôi là quý vị có thể làm lợi ích cho thập phương thế giới chúng sinh rồi. Như vậy thì một cái người tu hạnh từ bi thì cái thân hành đạo sẽ cứu khổ chúng sinh rất tốt. Và cái người mà tu hạnh này thì họ phải xem cái tứ đại này nó phải dây không. A Di Đà Phật. Quý vị tu hành ở trong cái Bồ Tát hạnh thì nó sẽ gặp rất là nhiều chướng duyên. Đâu phải là người nào tu cũng được những cái hạnh duyên nó tốt đẹp đâu. Nó có những cái chướng duyên. Mà chướng duyên này nếu mình không nghĩ rằng ngũ uẩn dây không thì mình không vượt thoát được. Do đó người mà tu đó thì mình phải quán tất cả pháp vô ngã. Rồi mình phải quán cái tâm mình cũng vô ngã luôn. Vô ngã của pháp tất nhiên là cái nhất như của dạng pháp. Vô ngã của tâm tức là vô sinh của bản tâm. Có như vậy thì cái tứ đại này nó sẽ ngũ uẩn của mình nó sẽ dai không ngay lập tức. Mà hễ mà nó dai không rồi đó, thì cái khổ sanh lão bệnh tử nó tự nhiên nó không còn nữa. Thành ra trên đời này quý vị thấy người bệnh rất nhiều. Nhưng mà rồi họ vẫn bệnh hoài à. Tại sao vậy? Là tại vì họ chữa cái ngọn chứ họ không chữa cái gốc. Cái gốc ở đây là tức là thầy muốn nói là cái chỗ sanh tử luân hồi đó. Cái sanh tử luân hồi này nó sẽ biến mất. Nếu mà quý vị đạt được cái trí huệ bát nhã. Quý vị đạt đến cái chỗ ngũ uẩn dây không. Quý vị không còn tái sanh lại tam giới nữa. Thì cái bệnh khổ sanh lão bệnh tử này tự động nó tiêu diệt. Nhưng ngày hôm nay quý vị muốn được như vậy thì mình phải tu. Tu mình mới tiêu diệt được cái tứ khổ này. Mình mới không sanh lại cái nhân sinh để mình thọ nó. Mình thọ nhận cái tứ khổ. Ngày hôm nay quý vị còn toàn là chữa ngọn mà. Đau bệnh trong thân quý vị hút thuốc, quý vị uống thuốc. Thì đồng ý rằng thân thể nó được khỏe mạnh nhưng mà rồi cái gốc vẫn còn bị. Tại vì cái gốc là cái chỗ mà quý vị phải tái sinh. Hãy mà quý vị tái sinh là tất nhiên là quý vị làm sao? Quý vị còn phải khổ.
Bây giờ thầy thí dụ thôi. Bây giờ mình thấy rằng ở một cái đất nước nào đó mà nó có thiên tai, nó có động đất rất là nhiều. Mình xin tất cả bà con bá tánh ở trong cái nước mình để mình đem tiền đó mình cứu độ cho những người họ đang gặp hoạn nạn đó. Cái điều này rất là tốt, bởi vì đó là coi như là lá lành đùm lá rách ha. Nhưng mà quý vị cứu như vậy nhưng mà quý vị không có thể cứu hết được. Là tại sao? Là tại vì quý vị cứu cái ngọn mà không cứu cái gốc. Bây giờ cứu cái gốc làm sao? Quý vị đem đến đó những kinh sách dạy cho họ phương pháp tu, dạy cho họ thập thiện để họ tu. Thì khi mà họ bỏ cái xác thân đó rồi, họ không sanh về cái chỗ đó nữa, họ sanh cái chỗ tốt đẹp hơn. Thành ra họ không có hưởng những cái điều mà thiên tai động đất nữa. Thành ra cái người trí họ họ chữa bệnh là họ chữa ngay cái gốc chứ không chữa cái ngọn. Còn bây giờ mình đem mình cứu họ qua cái tiền bạc, họ ăn rồi qua năm sau họ lại bị lụt lội kế tiếp. Chính vì thế mà một cái người mà giải đạo đó thì luôn luôn họ tìm những phương pháp để họ diệt trừ đi cái gốc, cái nguyên nhân sanh ra cái hình trạng đó. Quý vị mà dùng cái phương pháp mà như thập thiện hay quý vị dùng những cái phương pháp tu mà để mà phát sanh trí huệ đó, thì những người họ ở nơi vùng đó sau khi mà họ lâm chung rồi họ sẽ không còn khổ nạn nữa, không không bao giờ họ sanh về cái cảnh giới đó nữa hết. Thành ra có bao giờ họ bị khổ nạn nữa đâu, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra mình là cái người tu, mình chỉ cho họ cái gốc, đừng có chỉ cho họ trừ cái ngọn mà cái gốc nó còn đó, nó phải sẽ phát sanh mãi. Và người tu đó, sau khi mà họ thiền định một thời gian đó, khi mà những cái vọng tưởng tự động nó lần lần nó bị cái sức của thiền định nó tiêu diệt đó, thì bây giờ cái trí huệ nó phát sinh. Mà khi mà trí huệ nó phát sinh rồi đó, thì nó có khả năng nó chuyển cái thức của quý vị để thành cái trí lực. Như vậy thì trong cái lục căn của quý vị, cái gì gọi là cái thức, quý vị cũng đã học qua đầy đủ rồi đó. À, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sau cùng là mạt na thức và a lại gia thức. Như vậy là trong tâm của quý vị nó có tám thức nó chi phối. Tám thức này là cái nguồn gốc, nó tạo ra cái sự ưa thích, nó tạo ra cái sự đam mê trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Và chính nó là cái nguồn gốc tạo tác để cho quý vị tạo nghiệp để đi tái sinh. Như vậy thì cái trí huệ nó có công năng là nó phát sinh ra cái định lực, nó ngăn đi những cái dòng tư tưởng này, rồi dòng tư tưởng này thanh tịnh lâu ngày thì tự động nó phát ra cái ánh quang minh gọi là trí huệ. Cái trí huệ này nó sẽ chuyển những cái thức thành trí. Bây giờ mình coi coi nó chuyển như thế nào. Cái đầu tiên là nó chuyển năm thức đầu. Năm thức đầu tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Nó thành ra là cái thành sở tắc trí. Thành sở tắc trí tức là cái phương tiện mà quý vị mang thân để vào trong cõi đời này tu học và giải đạo. Nhưng mà cái người chưa có chuyển thức thành trí, người đó sẽ bị đau khổ ở trong tứ khổ, người đó sẽ bị đau khổ bởi bát phong. Mà cái người đã chuyển năm thức mà thành trí rồi đó thì họ đã đứng trên bát phong, không có gì làm cho họ đau khổ nữa hết. Rồi bây giờ họ chuyển cái ý thức để trở thành cái trí, thì bây giờ ý thức mà khi mà nó chuyển thành trí huệ rồi thì nó sẽ thành cái diệu quan sát trí. Bây giờ mình hỏi cái sự phân biệt của cái ý thức và diệu quan sát trí, hai cái này nó khác nhau như thế nào? Cái ý thức á, thì nó thường thường nó chạy theo cái vọng cảnh bên ngoài, nó nương theo những sự ưa thích của bên ngoài mà nó chuyển vào trong tâm của mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái ý thức này nó đã thành trí rồi, mà thành diệu quan sát trí này rồi, thì nó không còn bị những sự đam mê bên ngoài kèm tỏa nó nữa, mà tự thân nó nhìn thấy được những cái dạng pháp bên ngoài, nó thấy rõ ràng. Quý vị mà đạt được đến cái chỗ mà chuyển ý thành diệu quan sát trí rồi đó, một cái người mà gian dối cái gì đứng trước mặt quý vị biết liền hả?
Là tại vì cái dị quan sắc tiếng này nó thấy tận tường chân tướng, thành ra khỏi không có giả được. Lý do đó mà người tu hành lâu ngày đó, quý vị đến đó, nhiều khi quý vị nói một cái gì mà gian dối đó, quý vị tưởng rằng vị đó không biết, nhưng mà thật sự vị đó biết hết á. Là tại vì họ đã chuyển cái ý thành cái dị quan sắc trí rồi. Cái dị quan sắc trí này nó bén nhạy lắm, thành ra quý vị không giấu được. Mình có thể giấu được phàm phu, tại vì phàm phu nó có, nó chỉ là ý thức thôi, nó chưa phải là dị quan sắc trí, thành ra mình giấu nó được. Nhưng mà cái người mà tu mà chuyển được cái thức ý thức mà thành dị quan sắc trí rồi thì quý vị không thể nào giấu được hết. Rồi bây giờ kế tiếp là mình chuyển cái mặt na thức, tức là cái thức thứ thứ bảy, mình chuyển nó thành cái bình đẳng tánh trí. Những người mà chuyển được cái mặt na thức thành bình đẳng tánh trí rồi đó thì họ mới sống dung hòa ở trong cái thập phương thế giới. Bây giờ họ mới là bình đẳng thật sự. Chứ bây giờ mình nói chữ bình đẳng thì thiệt, mình có thọ Bồ Tát giới rồi mình phải bình đẳng, nhưng mà cái bình đẳng của mình nó vẫn còn nằm ở trong cái phân biệt của gia đình. Bây giờ quý vị cầm một cái món quà quý vị phân phát đi nữa, thì quý vị chắc chắn rằng quý vị phải lựa cái món quà tốt quý vị phân phát cho gia đình quý vị. Bởi vì mặc dầu quý vị có giới nhưng mà cái ý thức quý vị nó vẫn là ý thức, nó chưa phải là gì, nó chưa phải là bình đẳng thánh trí. Do đó cái sự yêu thương, cái sự chọn lựa quý vị nó vẫn còn nằm ở trong cái sự phân biệt. Mà sự phân biệt này nó không phải là cái phân biệt mà thô, có nghĩa là nó lớn, mà là nó nằm ở trong cái vi tế phân biệt. Và quý vị nhờ giới đó, nhờ giới nó ngăn che bớt đó, thành ra mới đi nằm trong vi tế. Mà nếu quý vị không có giới ngăn che đó thì cái thức này nó sẽ biến thành một cái sự phân biệt vô cùng to lớn. Nó chỉ làm sao mà nó được lợi cho gia đình và chính nó mà thôi. Bây giờ sau cùng là chúng ta chuyển cái thức thứ tám là A Lại Gia thức thành cái đại viên cảnh trí. Bây giờ đây là chỗ cái chỗ Phật địa mà chúng ta sẽ hưởng nè, chỗ Phật địa mà chúng ta sẽ ăn ăn trụ nè, là chính cái chỗ mà đại viên cảnh trí. Khi mà người chân tu mà họ đạt được những trí huệ này đó, thì cái người chân tu này họ sẽ phá được tất cả cái biện luận của ngoại đạo. Ở trong Phật Pháp họ gọi những người này là gì? Họ gọi những người này là vô ngại biện tài. Có nghĩa là không có pháp thế gian hay là một cái pháp hữu vi nào trói buộc được được họ. Quý vị gặp những cái bậc mà vô ngại biện tài là quý vị dùng tất cả những văn kiến, những cái gì mà quý vị học từ trước bây giờ, quý vị vẫn bị những vị này bẻ gãy. Tại vì những vị này họ đã chứng được cái nhân không và pháp không. Nhưng mà một cái điều mà tối yếu quan trọng Đức Như Lai nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải tu cái hạnh Đại Thừa Bồ Tát thì chúng ta mới vào được cái cảnh tự chứng của Như Lai. Những cái người mà thuộc về hạng nhị thừa nhà ngoại đạo thì họ không có cầu nhất thiết trí Như Lai. Cho nên họ đạt được cái chút định lực của thanh tịnh là họ liền an trú trong đó. Họ cắt đứt mất cái tâm đại từ đại bi. Chẳng hạn như mấy vị A-la-hán mà khi mấy ổng bỏ cái quyển thân này, mấy ổng nhập vô tiểu niết bàn thì thôi, mấy ổng an trú hoài trong trọng. Không có kể thời gian không gian. Thành ra đâu có bao giờ ổng phát khởi được cái tâm đại từ đại bi đâu. Chính vì vậy mà ổng vẫn là cái bậc mà kêu là Đức Phật gọi là sao? Độn căn A-la-hán, là những cái bậc mà kêu là có tu nhưng mà cái tâm tánh nó quá nhỏ. Dùng cái chữ độn căn là quý vị thấy nó thua hạ căn nữa. Ha? Độn căn là những người mà chấp chặt ở trong cái bản tánh thanh tịnh, không rời khỏi nó. Chính vì vậy mà những người tu thì chẳng nên tham đắm ở trong cái cảnh định này. Phải tinh tấn tu hành. Như vậy thì mới có thể đi khắp mười phương phổ độ chúng sinh. Ngoài ra trong đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài dạy thêm rằng Dược So Dương và chúng sinh nên rời các sự vui của thế nhân
để tâm đi sâu vào trong thiền định. Quý vị thấy những người mà họ tu, mà họ nói rằng tôi tu về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Nhĩ Căn Liên Viên Thông. Những người này mà họ ở gần những cái chỗ mà ca hát, họ ở gần những chỗ mà tham vui, thì cái nhĩ căn họ sẽ không bao giờ được thanh tịnh. Những người mà tu nhĩ căn thanh tịnh, họ phải có thời giờ. Luôn luôn là họ ở trong phòng ốc để mà họ chăm chỉ, họ tu ở trong cái nhĩ căn của họ. Họ có tiếp khách, họ chỉ tiếp nữa là uống giỏi lắm là nửa cốc trà là họ đã đi mất rồi. Chứ họ không có ngồi đó để mà họ biện luận. Bởi vì sao? Là tại vì họ biết rằng nếu mà cái nhĩ căn này mà nó thâm nhập ở trong cái âm thanh nhiều quá thì họ không đạt đến cái chỗ mà diệu tánh âm thanh. Đó hay là gọi là diệu âm. Họ không đạt được cái tướng đó. Thành ra là một cái người mà nói là tôi đang tu về Thủ Lăng Kim Tâm Muội, mà quý vị thấy họ cười cười, nói chỗ nào mà vui họ đi tới là người này không chứng gì ở trong cái ngũ căn viên thông hết á. Không bao giờ chứng được cái nhĩ căn viên thông hết á. Tại vì những người mà tu trong nhĩ căn viên thông họ ở cái chỗ rất là thanh tịnh yên lặng. Họ nằm ở trong cái trí của nhĩ căn chứ họ không nằm ở trong cái căn của nhĩ căn. Bây giờ nếu mà đi sâu vào thiền định thì sao? Mình phải dùng cái gì? Trước hết là mình phải tu chỉ. Cái mục đích của tu chỉ là sao? Nó phá vỡ được cái vọng niệm. Mà cái vọng niệm nó phá vỡ rồi á, thì cái ngã chấp mình mới tiêu. Sở dĩ mà tại sao mình nói rằng ta đây, ta được này, ta được kia, ta này, ta nọ, là tại vì cái vọng niệm mình nó khởi. Chứ thật sự ra, nếu mà không có vọng niệm này thì mình không có bao giờ mình xưng ta với ai hết á. Có ta đâu mà xưng. Chính vì vậy mà tu chỉ nó đi sâu vào, nó sẽ cắt đứt đi tất cả những ngã chấp. Và ngoài ra chúng ta phải tu quán. Để chi? Tu quán để chúng ta thấy được thực tướng của các pháp. Mà thấy được thực tướng các pháp rồi, chúng ta không nương theo pháp đó nữa, mà chúng ta rời xa nó. Vì thế mà chúng ta phá được pháp chấp. Như vậy thì cái người mà tu mà tiểu thừa đó, thì họ thường tu chỉ. Tại vì cái mục đích của họ, họ không có tham vọng. Họ không có mục đích mà muốn đạt đến cái nhất thiết chủng trí Như Lai. Mà họ chỉ có mục đích là họ làm sao họ dứt được cái ngã chấp của họ, để họ an trụ ở trong cái tiểu niết bàn là họ vui rồi. Đó là cái hạng tiểu thừa. Họ thích tu chỉ. Họ thích nằm ở trong cái cảnh giới niết bàn vắng lặng. Những người mà họ đã vào ở trong cái cảnh giới của tiểu A-la-hán rồi đó. À, quý vị thấy những người này dễ biết lắm. Họ ít có bao giờ họ muốn thuyết pháp, giảng kinh. Ở trong chùa, họ muốn nằm ở trong một cái góc chùa nào đó. Ở đó một mình họ, họ không muốn ai làm động tới họ. Là tại sao? Là tại vì họ đang tham đắm trong cái cảnh giới thiền định của họ. Và những người mà họ thuộc về cái hàng nhị thừa như Duyên Giác Bích Chi Phật thì họ không dùng chỉ mà họ lại dùng sức quán. Họ dùng quán ở đây đối với những cái bậc này thì họ quán thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên mà trói buộc nhân sinh vào ở trong cái dòng khổ não. Và khi mà họ không có dùng chỉ để họ diệt trừ cái vọng tưởng mà họ chỉ quán pháp không á, thì sao? Cái pháp quán này nó quá đầy, thành ra nó sao? Nó sanh ra cái loạn tưởng. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, người mà tu thập nhị nhân duyên mà sức quán quá tràn đầy thì thường sanh ra cái nội vọng tưởng. Có nghĩa là vọng tưởng này không phải từ ngoài nó đưa vô, mà vọng tưởng này từ trong tâm vô sức quán của họ, nó cứ quay quần giống như là một cái con bông dụ chạy qua chạy lại mà không bao giờ ngừng nghỉ hết á. Đây gọi là nội vọng tưởng của bản tâm. Họ những cái người mà họ tu hàng nhị thừa thì cái ngoại vọng tưởng họ dứt trừ được, nhưng mà cái nội vọng tưởng do sức quán họ dứt không được. Họ nằm ở trong cái nội vọng tưởng này rất rất là lâu. Bởi vì sao? Là tại vì họ không biết viên dung, họ không biết dùng chỉ và quán để mà phá cái ngã chấp và pháp chấp. Chính vì thế mà những người mà thuộc về hàng nhị thừa đó,
họ dùng sức quán thập vị nhân duyên đó, họ chỉ phá được một chỉ họ chỉ phá được cái ngã chấp và một phần nhỏ của pháp chấp thôi. Chính vì vậy mà những cái bậc mà thuộc về nhị thừa đó, họ không bao giờ họ thuyết pháp hết đó. Tại vì họ không có trí huệ phát sinh để họ thuyết pháp, họ không đạt đến cái chỗ trí huệ hoàn toàn để họ ngồi trên pháp tòa họ thuyết pháp. Chính vì vậy mà những cái bậc này trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, ở ở những cái chỗ quan vắng đó, có những người mà họ tu theo cái thập nhị nhân duyên đó, họ quán pháp, họ đắc được cái thần thông. Sau này họ ra đời họ chỉ sử dụng thần thông để họ dạy đạo chứ họ không có thuyết pháp, tại vì trí huệ chưa có. Họ cái thần lực của họ bây giờ rất là mạnh, họ muốn biến hiện cái gì thì họ cũng làm được hết đó. Họ dùng cái thần thông này để gieo giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà trong cái thời buổi này dùng thần thông giáo hóa chúng sinh thì ai tu để mà chứng thần thông? Thần thông đâu phải dễ tu chứng đâu. Do đó cái công của họ hòa vọng, có nghĩa là ít người đạt thành. Họ làm được chứ chúng sinh khác làm được. Như vậy thì một cái người tu theo Đại Thừa Bồ Tát thì ngoài lục độ vạn hạnh, ngoài tứ vô lượng tâm, các vị này cần phải nương theo chỉ và quán. Những người như quý vị nào thuộc về Bồ Tát giới đã thọ, quý vị nào thuộc về Thiền sĩ, thì quý vị tu phải song đôi, tu chỉ và quán. Chính vì vậy mà quý vị thấy quý vị nhập những cái khóa học, quý vị thấy sư tổ đặt những cái công án cho quý vị là chỗ là để cho quý vị vào ở trong thiền định dùng cái chỉ trước, rồi sau đó quán cái pháp mà sư tổ cho, rồi quý vị mới thấy được. Thành ra những cái người nào mà sư tổ cho cái công án rồi mà quý vị trả lời liền là quý vị đã sai rồi. Rồi tại vì quý vị chưa nằm ở trong cái chỉ lực để mà phá vọng tưởng, rồi phá xong vọng tưởng dùng cái sự thanh tịnh mới quán cái pháp mà sư tổ cho thì quý vị mới biết được, chứ bằng không quý vị chỉ trả lời theo cái vọng tưởng, theo cái sự suy nghĩ mà thôi. Như vậy thì quý vị về Quán Thâm Thiền Viện, sư tổ đã dạy cho quý vị qua cái phép mà tu chỉ và quán song đôi, nhưng mà ngài không nói ra, ngài chỉ nói rằng đó cái đề án vậy đã tu đi. Nhưng mà hôm nay thầy nói ra để cho quý vị biết rằng những vị thiền sĩ đại Bồ Tát thì phải dùng chỉ quán song đôi. Trước hết mình tu chỉ để chi? Cho cái vọng niệm nó lặng. Khi mà vọng niệm lặng trang, quý vị nó phát khởi công án lên. Bây giờ thì theo công án đó, cái tâm quý vị nó sẽ phát ra đầy đủ mọi cái mục tiêu hết, và sau cùng quý vị chọn những mục tiêu nào chính xác, lìa những cái mục tiêu nó không chính xác, thì tự nhiên quý vị thấy được cái công án đó. Như vậy thì một vị Bồ Tát dùng chỉ để phá vọng tưởng, chứng được ngã vốn không. Do đó thì không ai làm cho mình đau khổ hết, đứng trên Bát Phong mình vượt ra ngoài tam giới. Và sau cùng khi mà đạt đến cái chỗ tâm thanh tịnh của chỉ thì mình dùng cái tâm thanh tịnh của chỉ quán sát vạn pháp, do đó mình thấy được cái tánh nhất như, phá tan được tất cả pháp chấp. A Di Đà Phật. Hôm nay thì qua cái đoạn kinh này thầy giảng rất rành, quý vị thấy rõ không? Thành ra cái tiểu thừa thì nó chỉ nương theo phép chỉ, thành ra nó vào được trong cái chỗ thanh tịnh lục căn à, mà không có trí huệ. Rồi nhị thừa nó chỉ nằm ở trong phép quán mà thiếu phép chỉ, thành ra nó chỉ nằm ở trong cái sự kêu là nội vọng tưởng chi phối, nó không đạt được cứu cánh. Như vậy thì người mà đạt được cứu cánh chỉ có Bồ Tát Đại Thừa à, vị này biết dùng chỉ và quán mới xong đôi. Như vậy thì một cái người mà đạt đến cái chỗ mà phá được cái ngã chấp và pháp chấp thì người này sẽ không bị cái tướng nhị bất nhị của vạn pháp nó chi phối. Bất nhị tất nhiên là có và không, tâm của chúng ta nó không có đặt cái chữ có hay đặt chữ chữ không, mà cái người này nó đã phá được cái cái tướng kêu là có và không. Thì bây giờ khi mà tướng có và không của vạn pháp mà nó không còn chi phối đó, thì từ đây họ có cái sức định rất là mạnh, họ tùy duyên họ hiện hình khắp mười phương, họ phổ độ chúng sinh. Và khi họ đi khổ độ vậy thì quý vị có quỷ bán, quý vị có bát phong cũng không làm gì họ đau khổ hết đó. Tại vì sao? Tại vì pháp chấp họ đã phá rồi, còn gì đâu mà họ đau khổ. Thành ra những cái lời mà bát phong quỷ bán đó là quý vị phải dùng cho phàm phu thì họ đau khổ thiệt đó.
Nhưng mà còn những cái gì mà đã đến cái giai đoạn mà Bồ Tát Đại Thừa rồi, ngã Pháp đã dây không rồi, thì quý vị làm cái gì đi nữa thì quý vị chỉ đau khổ, cho những gì này không bao giờ nhóm một cái chút mà bụi trần ai của sự đau khổ. Như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy vượt so dương và phương pháp tu chỉ và quán này để đạt được cái nhất thiết chủng trí Như Lai. Nếu quý vị mà chỉ dùng một cái phương pháp chẳng hạn như tu chỉ không thì cũng không đạt được nhất thiết như Như Lai, mà dùng quán không cũng không đạt được nhất thiết Như Lai. Hai cái phép quán này phải song đôi thì cái quý vị mới thấy được cái nhất thiết chủng trí của bản tâm. Mà khi mà một cái vị Bồ Tát mà phá được những cái nhã chấp và pháp chấp rồi á, thì họ giống như là bốn câu thơ này thầy đọc cho quý vị nghe. Bồ Tát đạo hạnh cao sâu, mười phương thế giới chẳng đâu là nhà. Khỏe thời dạo gót ta bà, mệt nằm gác cẳng thiên ma hoạt hầu. Đó là chỗ mà Bồ Tát đắc địa rồi đó. A Di Đà Phật, thiên ma nó sợ lắm. Ừ. Nó chỉ nương theo như Bồ Tát này, nó làm thị giả mà thôi. Thành ra bây giờ một cái bậc Bồ Tát mà du phương, quý vị hỏi rằng bạch thầy hay là thưa bạch đại sĩ, khi ngài thác hay về đâu thì phải coi cái bài thơ nè. Bồ Tát đạo hạnh cao sâu, mười phương thế giới chẳng đâu là nhà, có đến có đi đâu mà phải về. Các pháp đã thật đã tiêu diệt rồi thì quý vị đâu còn nhà nữa đâu để mà ở. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Lăng Già Dương lại nghĩ, xin cho con được một lần chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Như Lai Thế Tôn, Ngài vốn tự tại trong các pháp quán. Lìa pháp quán Ngài ngoại đạo, có thể diễn nói cảnh giới của thánh trí tự chứng. Vượt ngoài ứng thân và hóa thân, an trú trong chánh định của Như Lai, chứng nhập được pháp lạc tam muội. Đức Như Lai, Ngài là đấng đại quán hạnh sư, Ngài là đấng đại ai mẫn, đã đốt hết lửa phiền não và sự phân biệt, được các chúng Phật tử vây quanh, đấng hiểu thấu tâm của chúng sinh, đấng biến hóa khắp các cõi, đấng nhất thiết trí xa lìa hết thảy sự tướng phân biệt. Con nay xin được thấy năng lực của đại thần thông của Như Lai. Khi thấy được năng lực của Như Lai, con nguyện sẽ đạt được những pháp chưa đạt, không thối chuyển trong những pháp mà con đã đạt, lìa các sự phân biệt, an trú trong pháp tam muội, tăng trưởng đầy đủ Như Lai trí. Bây giờ thì Đức Phật biết Lăng Già Dương sẽ chứng được vô sanh pháp nhẫn, vì thương xót nên thị hiện lại sắc thân, biến mọi vật trở lại như trước. Vua Dạ So Vương thấy lại những gì đã từng thấy, rất nhiều sơn thành trang hoàng đầy đủ các thứ châu báu, trong mỗi thành đều có Đức Phật hiện 32 tướng nghiêm thân, lại thấy thân hình của chính mình và của Đại Huệ Bồ Tát ở trước mỗi Đức Phật, có chúng Dạ So vây quanh. Đức Phật đang nói các pháp sở hành của bậc tự chứng trí, lại thấy cõi nước ở mười phương, tất cả mọi vật đều hiện ra như trước không khác. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy là sau khi được Đức Như Lai chỉ dạy phương pháp tu hành qua chỉ và quán, ngoài ra Đức Thế Tôn còn dạy là phải phát Bồ Đề Tâm để lập hạnh Bồ Tát. Vua Dạ So Vương đã y giáo phụng hành và trong tâm bây giờ mới tự nghĩ rằng làm sao mà cho Đức Phật và các cảnh giới như trước đây nó hiện ra. Và với một cái lòng mà chân thật, Ngài nguyện rằng được thấy Phật và nguyện sẽ học các hạnh mà Ngài chưa được thông, và xin được bất thối với các pháp tự tại của Đại Thừa. Bởi vì với cái tâm nguyện này thì đã được Đức Phật Ngài từ bi thương xót chấp nhận. Vì thế mà vua Dạ So bây giờ thấy lại được những gì mà khi trước
nó đã có và bị biến mất trong một thời gian. A Di Đà Phật, như vậy thì qua cái sự tướng quý vị thấy rằng cái quyền lực của tâm là cái chỗ mà đưa chúng sinh đi vào ở trong cái chỗ để mà hoàn tất cái đường tu, để mà mình diện kiến với Đức Như Lai. Nếu mà mình không có nguyện lực, mình khó mà đi trên con đường mà đạt đến nhất thiết chủng trí lắm. Những cái bậc mà thuộc về Đại Thừa Bồ Tát hầu như vị nào cũng có nguyện lực hết á. Bởi vì nguyện lực này nó là một cái năng lực bất khả tư nghị. Nó đưa cái người tu vượt ra khỏi cái bát phong. Nó đưa người tu vượt qua khỏi những cái tứ khổ của nhân sinh và sau cùng là đạt đến cái chánh đẳng chánh giác Như Lai. Quý vị tu trong Bồ Tát hạnh mà quý vị thiếu cái đại nguyện, quý vị khó thành tựu. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện không? À. Ngài nguyện rằng khi mà con ở nơi đây hộ độ tất cả những chúng sinh này, những chúng sinh này họ thành Phật thì con mới thành Phật. Có những cái nguyện nó rộng lớn như vậy. Thành ra người ta mới đặt cái câu nói rằng các chư Bồ Tát thập phương ai cũng thành Phật hết, nhưng ngài Địa Tạng không thành Phật, là tại vì chúng sinh khổ còn hoài à. Thành ra ngài không thành Phật. Như vậy thì ở thế giới ta bà này, ở cảnh địa ngục này, ngài Địa Tạng Bồ Tát sẽ mãi là Bồ Tát. Nhưng mà ở những cái thế giới khác không có những chúng sinh ở địa ngục thì ngài Địa Tạng Bồ Tát là Phật rồi, còn gì nữa? A Di Đà Phật. Thành ra cái nghĩa lý của kinh rất là cao. Quý vị mà đọc mà không thấu, quý vị không hiểu. Ở nơi địa ngục, ngài là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở nơi những cảnh giới cao thượng, không có những chúng sinh địa ngục, thì ngài chính là Đức. Đức gì? Đức Như Lai Thế Tôn vậy. Bây giờ đó là nói về sự tướng, nói về cái bổn nguyện của Dạ So Dương mà cảm đến cái sự thương xót của Đức Phật, để Đức Phật hóa hiện cái cảnh giới mà trước khi mất nó trở lại bình thường. Bây giờ thầy nói về cái lý tánh nè, quý vị nghe cái lý tánh của đoạn kinh này. Bây giờ nói về lý tánh thì đây là cái tâm trạng cảnh giới của người tu thiền định. Như vậy cái người tu thiền định lại có cái cảnh giới hay sao? Phải có chứ, bởi vì thiền định đều có căn bản. Cái căn bản đầu tiên của thiền định là sao? Là người hành giả phải quên đi ngoại cảnh. Phải không? Quý vị mà còn ngoại cảnh làm sao đi tu? Chính vì quên đi ngoại cảnh, vì thế mà cảnh giới Phật và cảnh giới thành lăng già trang nghiêm tự biến mất. Đúng không? Bây giờ đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn nội quán. Bây giờ trong giai đoạn nội quán thì những cái thô tưởng và những duy tế tưởng nó phải được diệt trừ sạch. Không thể để phát khởi được. Mà cái duy tế tưởng và thô tế nó bị diệt đó là nó do cái sức thiền định của thiền na mà nó tạo thành. Như vậy ai nói là tôi tu mà tôi đắc đạo không qua thiền na, người đó giọng ngữ, chưa biết tu. Hôm nay quý vị nằm ở trong cái thiền tâm, quý vị mới thấy thiền na nó quan trọng đến bậc nào. Nó là căn bản đầu tiên mà chúng ta phải tu. Bây giờ nói về giai đoạn thứ ba. Khi mà họ dùng cái sức định mà họ phá đi những cái thô tưởng và duy tế tưởng thì bây giờ sao? Bây giờ họ đạt ngộ được cái bản tánh tự tâm. Ở bên thiền tâm gọi là họ gặp lại được cái bổn lai diện mục. Cái bổn lai diện mục là cái mặt thật của họ từ xưa tới nay chưa có hề mất. Có nghĩa là cái sự thanh tịnh nó đã có từ ngàn xưa tới nay, nó chưa bao giờ biến mất trong tâm hết á. Nhưng mà tại vì cái bản tánh này nó bị cái vọng tưởng ngăn che, thành ra quý vị không thấy. Hôm nay nhờ cái sức thiền định mà mình loại trừ vọng tưởng, thành ra cái vọng tưởng băng tiêu thì cái bổn lai diện mục này nó phải hiện tiền. Như vậy thì trong cái cảnh mà cái người tu mà đạt ngộ đến bổn lai diện mục thì cảnh trí này nó diễn tả là tất cả các niệm đều biến mất. Và những niệm này nó biến mất rồi thì tâm trở thành vô sanh. Vô sanh có nghĩa là tâm không còn sanh tưởng lại nữa đó, gọi là vô sanh đó. Gọi là vô sanh. Vì thế mà người chứng đạt, trực nhận được cái bản tâm này, nó sẽ cảm thấy rằng cái cảnh trong tâm là
nó rỗng không và nó bao trùm trong tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ quý vị muốn tìm một niệm cũng không ra nữa. Khi mà cái tâm quý vị nó đạt đến chỗ vô sanh rồi, quý vị nhìn nó giống như là một cái hư không rộng lớn bao la vô cùng tận. Tìm một niệm để mà suy tư, để mà tìm nó ra, nó cũng không ra nữa. Đây là những cảnh giới mà người tu thiền sẽ gặp và sẽ đạt được. Bây giờ đến giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư của người tu là sau khi an trụ trong bản tánh này. Bây giờ thì tâm niệm của họ tự dưng họ dâng trào lên cái sự từ bi. Do đó họ muốn nghĩa là họ muốn trở lại để mà phổ độ chúng sinh. Chính vì thế mà ở trong thiền tông á, quý vị thấy có những cái thiền mà gọi là chuyển ngữ đó, thì nó có qua ba giai đoạn. Một cái người mà vào tu á, thì đầu tiên á, họ nói rằng trước khi tu á, núi sông chỉ là núi sông. Đó là trước khi tu. Tại vì bây giờ họ chưa có hòa đồng ở trong cái nội quán. Thành ra cái cảnh tượng bên ngoài nó hiện diện trước mặt họ. Thành ra núi sông là núi sông. Rồi họ khi mà họ quên cái cảnh bên ngoài mà họ bắt đầu vào nội quán đó, thì bắt đầu đầu sau cái cảnh giới thứ hai gọi là núi sông, không phải là núi sông. Phải không? Rồi giờ đến cái cảnh giới mà sau cùng họ thành tựu rồi thì sao? Khi mà họ đã đạt đến cái thành tựu rồi đó, thì bắt đầu cái tâm thể họ quay trở lại với cái tâm từ bi. Họ muốn nhập vào trong pháp giới đó để họ cứu độ chúng sinh. Thì bây giờ sao? Núi sông là núi sông. A-di-đà Phật. Thành ra quý vị nào mà tu mà chưa có đến nơi, quý vị dùng cái tâm mà phàm phu suy tư, không bao giờ quý vị suy tư ra được hết á. Đây là chỗ thực chứng của các pháp mà người tu mới có thể làm được. Còn người không tu không làm được. Và quý vị cũng không biết nữa. Cái kinh Đại Thừa này nếu mà không có những cái bậc mà họ tu chứng, họ diễn giải, khó mà có thể vào được. Quý vị thấy rằng cái trong cái kinh đó, nó không có biên được đầy đủ hoàn toàn. Chẳng hạn như nói Đức Phật Nhân không có được tham đắm vào lục định. Nhưng mà lục định nó là cái lục định gì? Quý vị thấy nội mà cái câu mà để mà đưa cái công án lục định không, đó là quý vị tìm hoài, quý vị tìm cũng không ra. Nếu quý vị không có tu là quý vị không biết được cái lục định đó là gì. Thành ra lý do đó mà thầy sau khi qua những cái thời pháp mà giảng kinh Đại Thừa, giờ thầy mới có kinh nghiệm. Là tại sao? Là tại vì trong kinh nói không đến tận cùng. Mà tại sao trong kinh nói không tận cùng? Tại sao? Đâu phải là Đức Phật Ngài không biết nói tận cùng đâu. Mà tại vì Ngài muốn làm một công án để chúng sinh phải dùng trí huệ để mới thấy hiện hình được. Chính thầy cũng vậy. Trước khi giảng pháp cho quý vị, thầy cũng phải ngồi xếp bằng lại để thầy đi vào trong cái tướng của kinh. Để thầy quán, để thầy thấy muốn nói cái gì trong kinh. Chứ không phải là trong kinh muốn nói gì là nói đâu. Bởi vì trong kinh mà Đại Thừa quý vị mà chỉ giảng sai thôi, là quý vị sẽ bị ảnh hưởng lớn của nhân quả. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng những người mà giảng kinh Đại Thừa ở trên thế gian này không bao nhiêu hết á. Là tại vì họ sợ cái nhân quả. Họ sợ sai giảng sai lầm. Mà giảng kinh mà sai lầm thì giết hại muôn muôn chúng sinh. Chính vì vậy mà người giảng kinh Đại Thừa rất là hiếm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.